Xin chào các bác và anh em đã đến với kênh Hương Giang Audio. Thì ngày hôm nay bên em lại tiếp tục lên sóng cho bác và anh em một lô mic gồm có 6 bộ, mã của nó là Suhu các bác nhé, và hai con lọc LX231. Thì đầu tiên thì bên em sẽ giới thiệu cho bác và anh em một dòng mic Suhu. Đây là một dòng mic cao cấp cảm biến tự ngắt và cảm biến gia tốc cho bác và anh em với giá là 2 triệu bao ship các bác nhé. Đấy. Dòng này sử dụng mạch đỏ cực kỳ đẹp luôn, rất nhiều tụ sứ và linh kiện dán rất đẹp. Giá 2 triệu một bộ bao ship. Đường sau dòng mic này vẫn có Canon và đường 6 ly để cho các bác chơi. Và sử dụng côn neo, các bác để ý côn này các bác hát cực kỳ sướng nhá. Đây là côn bãi nguyên zin theo mic. Và tay mic là tay màu vàng gold. Chụp của nó thì em đã thay toàn bộ chụp inox cho bác. Bên em bán hàng đặc biệt là những cái chụp này, bên em toàn bộ về là đã thay mới cho bác và anh em rồi. Với giá tiền là 2 triệu bao ship, dòng mic cao cấp cảm biến tự ngắt và cảm biến gia tốc cho bác và anh em. Tay màu vàng vàng gold rất đẹp. Dòng này thì có 6 bộ đấy các bác nhá, có 6 bộ. Các bác dùng hát gia đình dòng mic này rất ok, tay tương đối đẹp. Nói chung là mic bãi, các bác mua mic bãi như thế này là quá đẹp rồi các bác ạ. Đấy, em đã làm cố gắng hết sức để đến tay các bác là sử dụng những cái dòng mic bãi chất lượng. Và nói chung là mic bãi thì nó phải có sức sát, nếu mà nguyên sơn, nguyên zin, nguyên bản nó phải có sức sát các bác nhé, chứ không đẹp như mới đâu các bác ạ. Vì dòng tay mic người ta sử dụng, người ta cầm nắm nhiều nhất, người ta quăng quật nhiều nhất, nên là tay mic để độ đẹp như thế này hàng bãi là ok các bác nhé. Còn nếu mà các bác phải đòi hỏi là đẹp như mới thì không bao giờ có các bác nhé, không bao giờ có. Mic bãi thì nó phải có sức sát. Nếu mà để cái chụp mà nguyên bản của dòng mic này thì nó rất xấu, cái chụp nó rất xấu. Thì bên em đã những cái chụp mà theo mic về, bên em đã loại bỏ ra và đã thay toàn bộ chụp mới và mút mới cho bác và anh em. Nên là các bác hát không bao giờ lo mất vệ sinh. Đấy, không bao giờ lo mất vệ sinh. Toàn bộ là thay chụp mới hết. Với giá tiền là 2 triệu bao ship cho bác và anh em. Dòng này có 6 bộ các bác nhé. Và tiếp theo em giới thiệu cho bác và anh em một dòng lọc LX. Dòng lọc này là dòng lọc cao cấp, thì với giá tiền thì 2.600.000 bao ship các bác ạ. 2.600.000 bao ship thôi. Các bác nhìn nội thất của nó rất đẹp. Đấy, nội thất của nó nhé. Và dòng này nó sẽ có mỗi vế là 31 cần gạt. Tổng cần gạt có 62 cần. Và rất nhiều các tính năng để cho các bác cắt giải tần bát, chép và tăng bát, tăng chép trực tiếp ở trên con lọc này luôn. Phím tắt nguồn. Đấy. Và phím chạy chế độ trung bình và chạy ở chế độ cao. Và nút tăng bát, tăng chép và cắt giải tần cho tiếng bát. Và nút level, tức là volume âm lượng tổng của từng vế một. 2.600.000 dòng lọc chất lượng như thế này các bác nhé. Nếu mà bác nào đang có nhu cầu về lọc thì các bác sở hữu những con lọc này rất ok. Còn nhiều bác bảo là dùng vang số rồi, không cần lọc nữa. Vang số có cả equalizer. Nhưng mà các bác đừng lầm tưởng, nếu mà các bác nghe vang số vào những cái dòng loa full như thế này mà các bác không có lọc thì không bao giờ chiếc loa này nó phát huy hết được tiếng bát trung chép được các bác nhé. Nếu mà các bác muốn hay thì phải có một con lọc xì. Một con lọc xì thì nó mới tách bạch nhạc cho bác và anh em. Thì những con dòng lọc bãi này bên em bán với giá là 2.600.000 bao ship các bác nhé. 2.600.000 bao ship. Và trên đây em đang ghép một con. Dòng này thì bên em có hai con các bác nhé. Hai con. Giá là 2.600.000 bao ship đấy. Thì bác nào có nhu cầu về dòng lọc LX231 này và 6 bộ mic Suhu này, các bác có thể gọi điện trực tiếp cho bên em để đặt hàng nhé. Rồi cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi video bên em. Chào tạm biệt các bác.